Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm tôm hấp nước dừa nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ pha nước muối để mình rửa tôm ha. Khi rửa các bạn có thể dùng kéo để mấy bạn cắt bỏ bớt cái râu và chân tôm ha. Ngoài ra thì mình cần phải lấy chỉ ở lưng tôm, rồi sau đó rửa lại với nước sạch ha các bạn. Sau khi mà rửa xong thì mình sẽ vớt tôm ra một cái rổ, rồi mình để cho thật là ráo nước. Cách chọn tôm thì mình đã có hướng dẫn ở trên kênh Nghĩa Miền Tây rồi, các bạn ở tập 715 á, các bạn có thể gõ Nghĩa Miền Tây T715 ha, là nó sẽ ra cái cách chọn tôm mà mình kinh nghiệm của mình chia sẻ là các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình rửa nha. Sau khi mà để ra rổ cho ráo rồi á thì bây giờ mình sẽ sắp tôm vào trong son nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi bẻ dừa nha các bạn. Dừa sim của cha mình nó lùng lùng không à, mà rất là dễ bẻ nữa.
Sau khi mà cho nước dừa vô rồi thì mình sẽ cho một ít gia vị ha, gồm muối nè, đường, bột ngọt, hạt nêm ha các bạn. Bây giờ thì mình đậy nắp vung lại rồi mình sẽ bật bếp lên, mình sẽ chờ cho nó sôi. Khi mà nó sôi đúng 1 phút á thì mình sẽ dỡ nắp ra, mình dùng đũa mình sẽ trở tôm á. Sau khi trở xong thì mình sẽ đậy nắp lại và mình luộc đến khi nào mà mình thấy cái con tôm của mình nó chuyển sang màu đỏ cam hoàn toàn luôn ha, thì tầm khoảng tổng thời gian luộc tầm khoảng 3 phút ha, 3 đến 4 phút đó. Thì sau đó mình sẽ gấp tôm ra dĩa và mình đi chuẩn bị muối tiêu chanh ha. Tôm hấp nước dừa thì chấm với muối tiêu chanh rất là ngon nha. Đây mình sẽ gắp ra những cái càn này, mình cũng ăn được luôn nên là mình không có bỏ ha, mình để thì nó hơi rườm rà chút xíu nhưng mà cái càn thì ăn cũng rất là ngon. Và đây là thành phẩm của mình nè các bạn, tôm hấp nước dừa ha. Khi mà ăn á thì bạn sẽ cảm nhận được cái thịt tôm thì rất mềm và ngọt nè. Đặc biệt khi mà mình hấp chung với nước dừa nó thì nó làm tăng cái vị ngọt cho tôm. Mấy bạn thấy đơn giản không? Rồi thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Nếu mà các bạn có thực hiện á thì mình chúc các bạn thực hiện thành công ha. Và mấy bạn lưu ý là khi hấp á, mấy bạn đừng nên hấp lâu quá nha, tôm nó sẽ không còn giòn và ngọt nữa ha. Mình hấp tầm 3 đến 4 phút thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.